quý vị, theo bản tin trưa ngày 8 tháng 7 của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 8 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 355 ca mắc mới COVID-19 và tất cả đều là các ca trong nước, bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 200 ca, Đồng Tháp 91 ca, Phú Yên 13 ca, An Giang 11 ca, Quảng Ngãi 10 ca, Cà Mau 7 ca, Bắc Ninh 4 ca, Khánh Hòa 3 ca, Lâm Đồng 3 ca, Gia Lai 3 ca, Bắc Giang 3 ca, Bạc Liêu 2 ca, Trà Vinh 2 ca, Nghệ An 1 ca, Bình Định 1 ca và Hà Nội 1 ca. Trong đó có 347 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 20.279 ca, trong đó có 5.753 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế công bố 3 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số tử vong từ đầu năm 2020 đến nay lên 105 ca. Bệnh nhân 12.566, 74 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử xơ gan do viêm gan C, ung thư gan đã điều trị, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân 13.041, 27 tuổi ở Đà Nẵng, có tiền sử đái tháo đường type 2, béo phì, suy tim. Bệnh nhân 10.096, 67 tuổi ở Bắc Giang, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm. Như vậy là số ca tử vong chỉ riêng trong đợt dịch này đã lên đến 70 người. Theo Tiểu ban Điều trị Bộ Y tế, tính từ ngày 7 tháng 7, các cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị 270 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng, 106 người tiên lượng rất nặng. Tính chung trên tổng số bệnh nhân, tỷ lệ ca tiên lượng nặng chiếm 3,3%, tiên lượng rất nặng chiếm 1,3%, 9 người tiên lượng tử vong chiếm tỷ lệ 0,1%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn, quận huyện cách ly với quận huyện. Bên cạnh đó, thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo trên địa bàn thành phố, tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Thành phố tiếp tục tạm dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với chợ đầu mối, chợ truyền thống, nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch thì tạm thời đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắc phục. Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện nước, nhiên liệu, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch đảm bảo, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu, khám chữa bệnh, tang lễ được tiếp tục hoạt động. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 7, các đoàn tàu sẽ tạm dừng đón trả khách tại ga Sài Gòn khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo việc tạm dừng đón trả khách tại nhà ga này dự kiến kéo dài đến ngày 23 tháng 7. Đơn vị cũng thông báo hủy chạy đôi tàu SE3 và SE4 theo lịch trình xuất phát tại ga Sài Gòn và Hà Nội vào ngày hôm nay và các ngày từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 7. Khách mua vé cần liên hệ nhà ga trước giờ khởi hành để trả vé không mất phí. Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, từ ngày 10 tháng 7, chỉ duy trì đôi tàu là SE7 và SE8, nhưng không đón trả khách tại ga Sài Gòn. Ngoài ra, ga Sài Gòn thì trước đó công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã tạm ngưng đón khách lên tàu tại ga Dĩ An, Bình Dương và không đón trả người tại ga Tuy Hòa, Phú Yên. Thưa quý vị, chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng hoạt động. Việc điều tiết hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành sẽ thế nào trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp? Trước câu hỏi này của nhiều người thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định sẽ không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống. Hơn 2 tháng nay, hệ thống bán lẻ Sài Gòn Coop đã chủ động phối hợp với nhà cung cấp để tăng lượng hàng dự trữ lên 30-40% so với ngày thường. Đặc biệt, kể từ ngày 8 tháng 7, tùy vào tình hình từng địa phương, toàn bộ hệ thống Coop Mart trên địa bàn thành phố sẽ tăng cường phục vụ người dân từ 6 giờ sáng cho đến khi hết khách. Trong cái công tác chuẩn bị nguồn hàng thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái nguồn hàng dồi dào đầy đủ và đảm bảo cũng kịp thời cho toàn hệ thống để đảm bảo phục vụ khách hàng của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung mọi cái nguồn lực vào các cái mặt hàng thiết yếu, cái mặt hàng
hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho cái cuộc sống hàng ngày của người dân, và đặc biệt là các mặt hàng mà liên quan tới việc phòng chống cái dịch bệnh như là khẩu trang, rồi các nước tẩy rửa. Đại diện hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop, Mega Market, Satra đều khẳng định nguồn hàng lương thực thực phẩm cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh không thiếu. Doanh nghiệp đang sắp xếp cho phù hợp với bối cảnh mới. Trong đó, tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ cung cấp trong vòng 1 đến 3 tháng, đa dạng hình thức bán hàng. Hỗ trợ qua lại giữa hai bên, các nguồn hàng từ các tỉnh vẫn đảm bảo nguồn hàng cung cấp để cho phục vụ cho cái người dân thành phố trong giai đoạn mà giãn cách xã hội. Sở cũng đã chủ động thông tin đến các địa phương để nhờ phối hợp có cái tính toán, cái kế hoạch để mà điều phối đưa cái hàng về thành phố Hồ Chí Minh cho nó phù hợp. Ngoài ra thì sở cũng đã triển khai cái kế hoạch cho các hệ thống phân phối, các siêu thị, các cái cửa hàng thực phẩm trên địa bàn là tăng tối đa cái năng lực dự trữ và cung ứng. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố danh sách các điểm bán thực phẩm, hàng thiết yếu tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, phương thức bán hàng online để người dân thành phố tiện liên hệ mua hàng. Bộ Công Thương cũng đã hỏa tốc lập ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thường xuyên liên hệ, trao đổi để kịp thời nắm bắt nhu cầu điều phối hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng thường xuyên, không bị đứt gãy hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho người dân. Vâng, thưa quý vị, không chỉ tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp mà tại Thái Lan vào sáng nay ngày 8 tháng 7 cũng đã báo cáo thêm 75 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi dịch bùng phát lên hơn 2.400 người. Và đây là số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục ở Thái Lan. Cùng ngày, thì lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của nước này cũng đã ghi nhận hơn 7.000 trường hợp nhiễm mới. Các chuyên gia y tế cảnh báo biến chủng Delta hiện chiếm đa phần ca mắc mới ở Thái Lan có thể khiến số người chết vì COVID-19 ở nước này tăng nhanh chóng trong tháng 7. Tình hình dịch bệnh Thái Lan lan rộng tại quốc gia này cũng đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ quá tải các cơ sở điều trị và thiếu hụt nguồn cung vaccine COVID-19. Để tránh gây áp lực cho hệ thống y tế và đảm bảo người bị bệnh nặng có đủ giường, vào ngày 29 tháng 6, Bộ Y tế Thái Lan chính thức thông qua kế hoạch để một số bệnh nhân COVID-19 tự cách ly và điều trị tại nhà. Còn tại Brazil, Bộ trưởng Bộ Y tế nước này cũng đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng hơn 3,5 triệu người dân nước này không tới các điểm tiêm chủng theo lịch hẹn để được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai, cho rằng hành động này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới chiến lược miễn dịch trong cộng đồng. Theo thống kê chính thức, 37% dân số Brazil cũng đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, nhưng mới chỉ có 13% hoàn tất mũi thứ hai. Chính phủ Brazil dự kiến hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho tất cả người dân ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 9 và kết thúc mũi thứ hai vào cuối năm nay. Brazil hiện là quốc gia Mỹ Latin chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Bộ Y tế nước này công bố thêm 54.000 ca mắc mới và hơn 1.600 ca tử vong trong vòng 24 giờ vừa qua. Theo đó, nâng tổng số ca mắc và tử vong lần lượt lên gần 19 triệu ca bệnh và hơn 528.000 ca không qua khỏi. Còn tại Ấn Độ thì dự kiến sẽ nhận được những liều vaccine COVID-19 đầu tiên do nước ngoài sản xuất thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX toàn cầu với 3-4 triệu liều vaccine của Pfizer, BioNTech và Moderna có thể sẽ được chuyển đến quốc gia Nam Á này từ nay đến tháng 8 tới. Là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ ban đầu đóng vai trò là nguồn cung chính cho COVAX, song đã buộc phải tạm dừng xuất khẩu vào tháng 4 năm nay do làn sóng lây nhiễm thứ hai sau khi đã bán hoặc tặng 66 triệu liều. Và đến nay, thì Ấn Độ cũng đã tiêm tổng cộng 361,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, nhiều thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Trong đó thì tiêm ít nhất một liều cho 31% trong số 944 triệu người trưởng thành. Cảnh sát Nga cũng đã bắt giữ một nhân viên y tế ở vùng Kaliningrad vì cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bất hợp pháp. Bộ Nội vụ Nga cho biết, nghi phạm là một quản lý tại một phòng khám ở Kaliningrad bị cáo buộc cấp giấy chứng nhận tiêm chủng giả cho hơn 20 người. Người phụ nữ này cũng đã bị cáo buộc đã đổ đi những liều vaccine cấp tương ứng cho những người mua giấy chứng nhận tiêm chủng. Theo luật pháp Nga, hành vi này có thể sẽ bị phạt tù. Moscow và một số khu vực của Nga cũng đã sử dụng các biện pháp cứng rắn để khuyến khích người dân tiêm chủng, bao gồm cả việc bắt buộc tiêm phòng.
Điều này khiến cho một số người hướng tới thị trường chợ đen trực tuyến để mua giấy chứng nhận tiêm chủng.